Xin chào tất cả các em, ngày hôm nay thầy và các em chúng ta sẽ chuyển sang một bài tiếp theo. Và cái bài này hoàn toàn mới và phải nhớ cho thầy là cái bài này gắn liền với thực tế của các em, đặc biệt là những em ở nhà làm ruộng, được chưa? Thế thì trước khi mà vào bài ấy, thì thầy và các em chúng ta cùng tìm hiểu một câu chuyện. Câu chuyện liên quan đến cái bác nông dân tên là Ba Phi. Đấy. Bác nông dân tên là Ba Phi. Thế bác nông dân này bác ấy có như bao người nông dân khác thì bác ấy vừa làm ruộng, bác vừa trồng trọt. Thế bác ấy có một cái mảnh đất rất là màu mỡ, ban đầu rất là màu mỡ, và bác ấy quyết định là sẽ trồng một cái cây ăn quả đấy, một cái cây ăn quả lên trên cái mảnh đất này. Và cái cây ăn quả của bác ấy thì ban đầu các em nhìn rất nhỏ nhỏ này thôi, sau đó thì nó sinh trưởng và phát triển được là nhờ có ánh sáng mặt trời đấy, và nhờ có các cái cơn mưa, đúng không? Các cơn mưa có nghĩa là trong không khí nó có CO2 và nước ấy. Do đó mà cái cây của bác cũng như bao loại thực vật khác thì có cái khả năng quang hợp, đúng không? Đồng hóa được các cái nguyên tố ví dụ như carbon này, hydro này, oxy này, từ các cái hợp chất CO2 và nước ở trong không khí. Đấy, các em hiểu chưa? Đấy, và nó có thể sinh trưởng và phát triển được. Nhưng mà những cái nguyên tố mà cây có thể đồng hóa được ấy, từ trong không khí và nước thì chỉ giúp cho một cây phát triển một phần nào đó thôi. Mà cái phần chính ấy, đó chính là trong đất nó chứa các nguyên tố đa lượng, và cái cây này thông qua cái bộ rễ của mình có thể hút được các nguyên tố đó, và các nguyên tố này mới chính là nguyên tố dinh dưỡng chính giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Thế thì các em thấy bác Ba Phi, bác ấy thấy rằng là ban đầu cái cây của bác ấy phát triển rất là tốt nhờ vào việc hút được các cái dinh dưỡng ở trong đất. Nhưng mà bác ấy quan sát và thấy rằng một thời gian sau đó thì cái cây của bác nó không phát triển nữa. Thế bác cứ băn khoăn mãi không biết là vì sao. Thế thì nguyên nhân chính ở đây đó chính là các nguyên tố đa lượng ở trong đất nó bị cái cây hút hết ấy. Và dần dần cái mảnh đất của bác bị bạc màu đi. Đấy, các cơn mưa cứ xối xuống và các nguyên tố nó bị rửa trôi. Đấy, và nguyên nhân tiếp theo là cái cây này nó hút hết các cái dinh dưỡng rồi, do đó miếng đất của bác ấy dần bị bạc màu đi và cái cây của bác không thể phát triển thêm được nữa. Thế thì bác ấy rất là băn khoăn, và bác ấy tự nhiên bác ấy chợt nghĩ ra rằng, nhớ được lại rằng tối qua bác ấy nằm bác ấy xem tivi. Bác thấy trên TV nó quảng cáo có một loại phân và có thể giúp được cung cấp được các cái dinh dưỡng này cho cây. Thì bác quyết định là chạy ra chợ và vác ngay một bao phân về. Đấy, bác ấy mua ngay một bao phân về hôm qua TV vừa quảng cáo xong, và bác bón cho cái cây này, bón cho cái mảnh đất đó, và các cái nguyên tố dinh dưỡng ở trong đất nhờ có cái bao phân này mà được bồi trở lại. Và cái cây của bác ấy nhờ đó mà ngày càng phát triển hơn nữa và đâm hoa kết trái, cuối cùng là mùa màng bội thu. Và đấy là câu chuyện về bác Ba Phi. Và năm sau thì bác ấy quyết định trồng thêm các cây, trồng tăng gấp 3-4 lần số lượng cây ăn quả đó. Bây giờ thầy và các em chúng ta cùng tìm hiểu xem vậy là bác Ba Phi, cái câu chuyện của bác Ba Phi rất là hay, đúng không? Nó liên quan đến cái năng suất của cây trồng. Thầy cho chúng ta phải học về cái đó. Do đó mà chúng ta sẽ tìm hiểu xem là vậy thì cái bao phân của bác ấy nó là phân gì, đúng không? Nó chứa cái gì, nó chứa những nguyên tố gì, những thành phần chính là cái gì, đúng không? Mà lại giúp cho cây trồng nó phát triển, giúp cho cây trồng phát triển và đem lại năng suất cao như thế. Đấy là thông qua cái câu chuyện của bác Ba Phi thì thầy và các em chúng ta cùng chuyển sang bài số 10 về tìm hiểu về phân bón hóa học, để tìm hiểu xem là phân bón hóa học là gì, khái niệm của nó, và các cái thành phần chính, các loại phân bón hóa học chính là loại nào mà hiện nay chúng ta hay dùng. Các em nhớ thầy nhé, phân bón hóa học khái niệm là những hóa chất mà chứa các nguyên tố dinh dưỡng. Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể sau, nhưng các em nhớ này, các em có thể hình dung như con người thì ăn cơm, ăn thịt, ăn vân vân, đúng không? Để chúng ta phát triển được thì cây nó cũng phải ăn một cái gì đó để phát triển, đúng không? Đó chính là các nguyên tố dinh dưỡng. Và các nguyên tố dinh dưỡng này được bón cho cây, mục đích nhằm là gì? Nhằm tăng năng suất của cây trồng, đúng không? Mùa màng bội thu. Thế vậy thì hiện nay trên thị trường, nói trên thị trường rất oách, đúng không? Thế vậy thì hiện nay thì chúng ta con người đang sử dụng các loại phân bón nào, mà đặc biệt ở Việt Nam để sử dụng các loại phân bón nào và sản xuất các loại phân bón nào? Thì các em nhớ cho thầy.